Trì chú Lăng Nghiêm hơn 10 ngày, lấy lại được tiền tỷ bị nhân viên trộm và tiền bị họ thôi miên lấy khi đi gửi ngân hàng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật Bồ Tát. Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật 100% và sự nhiệm màu Phật Pháp trong đó. Được sự cho phép của cô bạn, mình xin chia sẻ cho các bạn nghe điều kỳ diệu của thần chú Lăng Nghiêm vi diệu như thế nào. Cách đây, ngày 14 tháng 3, có cô bạn mình vào nhắn tin tâm sự chuyện buồn của cô ấy. Bạn đó có tên là X, nhân vật đã thay đổi tên do tính chất riêng tư. Tớ buồn quá T ơi, sáng nay nhân viên lấy mất 300 triệu. Tớ buồn quá T ơi, sáng nay nhân viên lấy mất 300 mấy triệu rồi trốn mất rồi. Trời ơi, A-di-đà Phật, dã man nữa. Cậu có buồn không? Buồn chứ, phiền não luôn đây cậu ơi. Buồn chứ, phiền não luôn đây T ơi. Thôi, đừng buồn. Bây giờ hãy cố gắng chỉ chú Lăng Nghiêm thử xem nhé. Bữa T có đọc bài này, thấy người ta chỉ chú Lăng Nghiêm mà lấy lại được số đỏ đấy. A-di-đà Phật. Ồ thế à? Ừ, để tớ chỉ thêm. Sau đó, mình có chụp lại ảnh bài về chỉ chú Lăng Nghiêm cho bạn ấy xem. Cũng cố tình up lên trang cá nhân thêm một lần. Để bạn ấy chú ý. Tầm 2 tuần hơn, cô bạn nhắn tin lên gây sốc cho mình. Tiếp tục lại là ngày buồn của cô ấy. Lần này cô ấy ra ngân hàng gửi tiền xây nhà. Nhiều người nhờ gửi giùm. Mất gần 1 tỷ. Mình nghe xong cũng bàng hoàng giùm cho cô bạn. Sự việc xảy ra quá dồn dập, không lường trước được. Lần này bạn bị người ta thôi miên lấy hết tiền trong khi gửi ngân hàng mà không biết. Biết bạn đau xót mà không biết giúp gì hơn ngoài động viên niệm Phật trì chú và khuyên bạn không được làm tâm dao động bởi cảnh vật hay những chuyện bên ngoài. Bởi vì mình biết lúc tu tập sẽ có chứng duyên. Bởi vì mình biết lúc tu tập sẽ có chứng duyên xuất hiện cũng là để thử thách bản thân và nghiệp hiện tiền để trả và tiêu nghiệp cũ nhanh chóng. Rồi chiều đó, bạn vội báo tin mừng. Trong khi miệt mà thiếp đi ngủ, bạn có thấy được Phật A-di-đà. Ngài đã bảo bạn: Đừng thối thất tâm ban đầu. Sở dĩ có chuyện đó là vì phải trả nghiệp những gì gieo ở quá khứ vô lượng kiếp. Bạn nói với mình là bạn rất vui khi nghe xong lời của Ngài, lấy lại được tinh thần tiếp, lại tiếp tục tu tập. Bẵng đi hơn 1 tuần, hôm qua bạn gọi mình mà lòng tràn ngập vui sướng, khoe với mình là lấy lại được tiền rồi. Người nhân viên đó đã trả lại hết tiền, không thiếu một xu. Còn công an đã tìm ra được tiền mà bị người thôi miên trong khi gửi ngân hàng được 80%. Ôi, mình nghe bạn báo tin mà vui dễ sợ. Bạn cứ cảm ơn mình rối rít vì giúp đỡ. Mà trong khi đó, mình có giúp được gì bạn đâu. Mình chỉ khuyên bạn gắng chỉ chú Lăng Nghiêm vì sự vi diệu nhiệm màu. Và phần thưởng xứng đáng là do công lao tu tập của bạn. Mình hỏi: X trì chú bao nhiêu biến mà nhiệm màu nhanh rứa? Trong vòng nửa tháng thôi mà đã tìm lại được tiền. X nói: mỗi ngày trì 21 biến chú Lăng Nghiêm, ngoài ra còn niệm Phật và sám hối. Thật sự mà nói, bạn mình quá tinh tấn, vượt bậc luôn. Lòng thành của bạn đã cảm đến chư Phật và chư Bồ Tát rồi. Chính lòng tin mãnh liệt của bạn đã đem đến pháp màu cho bạn. Tâm bạn đã đồng nhất với các ngài. Viết đến đây mà lòng mình vẫn vui dùng bạn. Chư Phật và chư Bồ Tát thật sự luôn luôn bên cạnh chúng ta. Ngài chưa hề bỏ rơi ai. Ngài luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Chỉ có ta bị vô minh che lấp thôi.
Học Phật, niệm Phật không phải cầu sự thần thông, học Phật để tìm cho mình con đường giải thoát luân hồi vay trả, để đến bến bờ của sự giải thoát. Phật xuất hiện ở đời không phải là ngẫu nhiên, Ngài đến vì lòng từ bi cứu độ của chúng sinh. Chúng ta chỉ là một con vi khuẩn bé nhỏ giữa vũ trụ bao la này thôi, nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm vô bờ bến của các Ngài. Mình chia sẻ câu chuyện nhiệm màu để các bạn tin sâu vào Tam Bảo, tin sâu Phật Pháp. Đừng cầu bên ngoài, hãy cầu sự giác ngộ và sám hối sửa chữa bên trong con người mình. Các bạn biết không, chính các bạn đã là một vị Phật tương lai của chính bản thân mình. A-di-đà Phật. Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2021, Nhã Thanh. Sammo di soha.